Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Ngay bây giờ là 12 giờ 14 phút sáng ngày 26 tháng 7 năm 2004, nhảy vô luôn. Giá BTC là 64.898. Vừa rồi mình đã cân nhắc là đây, dùng ở đây cũng giống như là một cái chống lưng. Rơi vào con giá là 63.000 à, vài trăm. Đây, 63.000 vài trăm. Okay. Thì vừa rồi như vậy bạn có thể thấy là nó hồi xuống như vậy. À, nó vượt qua cái con giá 64.200 và nó rơi vào nguyên cái khung ở bên đây, cái khung bên đây nó ngừng cũng giống như mình chia sẻ, ok, ngừng, 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 ngừng đụng được. Ok, rồi sau đó nó bung lên lại. ok? thì ở bên đây nguyên cái vùng đây là một cái chống lưng. Ok, mình cũng đã nói đây, cái vành chỉ vàng này nó là một cái strong support, nó là một cái chống lưng khá là khá là ok. ok, bởi vì sau khi nó vượt qua được nó cắn được con giá 63.200 thì nó sẽ rơi vào cái khu vực khu vực này. Ok và mình đã cảnh báo là bạn phải nên bắt đầu mua từ con giá 64.200 và mua xuống, ok? Bởi vì cái sóng số 2 này có thể là nó sẽ ngắn, nó không có cạn. Nhưng mà về cái độ sâu vừa rồi nó xảy ra như vậy, nghe? À, nó về độ sâu thì lại gọi là nó tương đối thôi, cho nó chưa có sâu đủ, nghe? Mình cảm thấy là nó chưa có cái sâu đủ. À, ít nhất là phải rờ được con giá 63.200 mấy cũng giống như cái đáy vừa rồi ở bên đây ngay cái đáy vừa rồi bên đây đây ok thì vừa rồi là nó nó gọi là nó nằm trên khoảng còn một khúc ok một khúc kép okay. hai trường hợp đang được diễn ra ngay bây giờ trường hợp đầu tiên là vai và đầu đây là vai đây là đầu đây là vai ok và ngay ở trên đường chữ cổ là nó sẽ đâm một cái vèo đi xuống ngay ở đường chữ cổ nó đâm một cái vèo đi xuống kép okay thì bạn tắt đi tất cả. Đây là đầu, ở đây là vai, đây là đầu. Nó có thể tạo một cái vai nữa, sau đó là nó xuống cái đường chỉ cổ của nó đã, là rơi vào con giá là 63.400, sau đó là nó nó bay một cái vào đi xuống, ok. Đây mình có thể sử dụng đó là cái đường chữ cổ của nó, ok. Thì đây hình uh, dung là vai, tạo một cái vai, sau đó hồi lại đúng không? U turn lại, đâm một cái vào đi xuống, ok thì cái trường hợp đó thì mình đã vẽ cho bạn ở cái vành với cái vành xanh này rồi ok thì là nó có một sự bay bổng lên lên cỡ khoảng ngay ở cái vai này luôn ngay ngay ở cái vai này luôn sau đó là là đi một cái vèo đi xuống nhưng mà về điểm sóng thì nhớ đây tất cả những cái sự rớt vừa rồi nó là sóng a nếu bằng vẽ nó là sóng a và cái sự bay bổng kế tiếp là sóng b và sau đó là mình có cái sóng c nhớ cái sóng b là gì sóng b là một cái sóng dây dừa nghe sóng số 3 là một sóng dây dưa sóng số 3 là một sóng dây dưa cũng giống như nó dây dưa ở khu vực này ok mình đã lập đi lập lại rất nhiều trong những cái tập vừa rồi nhớ cho những người nào mới nhảy vô thị trường thì coi những cái tập vừa rồi 5, mười hai chục tập vừa rồi để xác thực tín hiệu nghe để bạn cờ gọi là bạn để bạn biết cái sự cái sự chính xác nó như thế nào để chuẩn bị tới đây mình cho bạn một cái tín hiệu thì bạn có thể vô vô đơn các okay. thì cái trường hợp đầu tiên là vai vào đầu là vành xanh này chút đầu đi xuống cái thứ hai là lúc mà cái sóng B này được ra, đây là sóng A, cái đây là sóng B, đây là sóng C thì cái sóng B này nó có gọi là nó sẽ dây dưa hơn chút xíu. Nó lẽ là nó chỉ có ở tới đây thôi thì nó sẽ dây lên tới cái vùng trên đây lần, trên đây lần. Ok thì cân nhắc nếu mà lên tới cái vùng trên đó thì nó không phải là vai và đầu, khó lắm. Ok. Nó gọi là nó nó khác hình dạng rồi. Ok, quá lỗ rồi. Nhớ cái con giá vừa rồi mình chia sẻ cho bạn á, trong cái tập vừa rồi á, mình nói là nếu mà nó nằm dưới con giá 67.130 thì xác suất là nó sẽ tiếp tục rớt 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 và vừa rồi bạn mình chia sẻ đâu ở cái vùng này cho bạn. Ok và bạn có thể thấy là nó vớt nó rớt một cái veo đi xuống, nghe một cái veo đi xuống ok. tới cái khung kế tiếp của mình. Thì vẫn vậy, không có gì thay đổi hết. Con giá đó vẫn là cái con giá mình sẽ áp dụng là rơi vào con giá 67.100 nè, 130 nè. là cái vành vàng này. Nếu vẫn ở dưới nó, ok vẫn cái 67.100 Ok, vẫn nằm dưới con giá 61 67.130 100 thì nó vẫn là xuống 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 cho gì hết, tiếp tục xuống 63.200, ok. À, 62.200, ok. À, và rất gọi là có thể là rờ được con giá 60.500, 60.500 rồi sau bùng một cái bèo đi lên nhưng rất khó để phá vỡ con giá 56.400. Nhớ đây là cái chống lưng của cái sóng số 2 ngay bây giờ, ngay sóng số 2 ngay bây giờ để sóng số 3 xảy ra thì nó phải nằm trên nó không được nằm dưới con giá 56.400 từ 3 tới 5 tiếng nha. Nếu mà nằm dưới con giá này từ 3 tới 5 tiếng, ok thì nó gọi là từ 3 tới 5 tiếng thì rất là bearish nha, từ 3 tới 5 tiếng, từ 3 tới 5 tiếng thì có nghĩa là nó sẽ xuống luôn nghe nó xuống luôn gọi là nó xuống nhà vệ sinh đó, ok, gọi là nó xuống lại một khúc nữa, một khúc nữa, ok, xuống nhà một khúc nữa, ok. Um thì nhớ cái chống lưng chính của nó vẫn là cái con giá là 56.400. Vừa rồi như vậy bạn có thể thấy đây là cái chống lưng vừa rồi mình chia sẻ cho bạn. Cái chống này, chống lưng này và chống lưng này. Thì bạn có thể thấy là tắt đi tất cả mọi thứ thì nó chống khá là ok ở cái con giá là 64.200. Đây 64.200. nha. Đây nguyên cái vùng này là 64.200. Thì nó chống gọi là nó chống khá là ok. Nghe nó nằm vớ vẫn ở con giá 64.000. Nó tập trung ở con giá 64.200 khá là một thời gian dài rồi sau đó nó mới để đẩy xuống ok thì đây là cái, cái chống lưng vừa rồi nha ngay tạm thời thì mình sẽ bỏ nó qua một bên mình sẽ dùng cái chống lưng này ok đây là cái một cái chống lưng đây vừa rồi mình đã chia sẻ vành vàng này là một cái chống lưng rơi vào con giá là 63.200 à, 250, 60 giờ đây ok rồi sau đó là mình có cái khu vực này thì đó là hai trường hợp mình thấy trước mắt ngay bây giờ là là nó có một sự bê bổng lên Ok, lên thì đây là cái kháng cự của nó rơi vào con giá 50 65.300, 65.700, 66.300, 67.100. Cân nhắc mình nói là nếu nó nằm dưới con giá 67.100 thì là cứ gọi là nó có nó sẽ có một sự bay bổng ngắn hạn rồi rồi sau đó là sập lại. Nó có thể chọn lựa cái màu xanh này để nó bay lên hoặc cái màu tím này nó sẽ bay lên bởi vì nó là cái sóng B là một sóng gia hạn, nó có thể dây dưa lên thêm chút xíu nữa. Ok nhưng không phá vỡ được cái con giá 67.130 thì xác suất vẫn là xuống lại xuống lại xuống lại xuống lại và xuống lại và cân nhắc thêm một thứ nữa bạn để ý lúc mà nó đi lên nghe nó đi lên như vậy nè nếu mà nó tạo năm sóng đi lên một hai ba bốn năm ok và cắn luôn cái điểm đỉnh này thì có thể có thể mình cũng có thể là dán cái sóng số 2 đã kết thúc rồi ở đây chứ không phải là không sống số 2. Nghe sống số 2 bởi vì sao mình nhớ mình đã cân nhắc trong những cái tập vừa rồi. Lúc một cái thị trường nó bay bổng như vậy đó, một cái thị trường nó bay bổng như vậy đó thì thường thường cái sóng số 2 nó sẽ rất ngắn. Và cái nó cái sự ngắn của nó là rơi vào con giá đâu khoảng cỡ 64.000. Bởi vậy 64.200 bởi vậy mình cho bạn mua, mua 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 nó rơi lại cái khung giá này thì bởi vì vậy mình cho bạn mua cái khung giá đó. Ok. Về nó có thể dây dưa lên thêm một chút xíu nữa dây dưa xuống thêm một chút xíu nữa nhưng mà về tín hiệu ok về cái sự nóng bỏng của thị trường ngay bây giờ mà về cái gọi là cái chống lưng này là một cái chống lưng rất khó để phá vỡ nha bạn thấy nó tụ nó gọi là nó tụ một đóng ở đó ok thì bởi vì vậy nghe mình nói là đây vừa rồi đây là cái tín hiệu cũ nha mình nói đây là cái chống lưng rất strong support rất là khó để phá vỡ thì vừa rồi bạn có thể thấy là nó đâu có phá vỡ được cái bành vàng đâu nó rờ gần được đụng đụng tới rồi sau đó nó bung một cái vẹo đi lên lại ok thì nó là vậy cái okay. thì nằm dưới thằng cu này ok thì đây chỉ là một sự bê bổng ngắn hạn thôi nằm dưới thằng cu này 67.100 Ok, nó có thể chọn lựa cái sóng xanh này rồi nó sập lại để nó tạo nó sẽ tạo vai vào đầu sau đó nó sập lại. Hoặc hoặc nó chọn lựa cái vai của nó ok gọi là cái 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 vành tím đây là sóng a đây là sóng b và sau đây là sóng c sóng b là một cái sóng dây dưa dây dưa dây dưa ok nó có thể vượt qua cái con giá 60 67 sáu à, nếu mà nó vượt con quá này á nếu mà nó có năm sóng đi lên là khác rồi để ý năm sóng đi lên nếu mà có năm sóng đi lên ok nè mình có ghi đây watch for năm sóng đi lên nếu mà năm sóng đi lên á thì cái đáy này nè cái đáy vừa rồi của nó đó có thể đây là đấy rồi, nếu nó có năm sóng đi lên nha, nếu nó có năm sóng đi lên, có nghĩa rằng đây là sóng số 1, năm sóng đi lên, đây năm sóng đi lên tạo sóng số 1. 3 sóng hồi 1 2 3 tạo sóng số 2 và đây chuẩn bị tới đây là mình có sóng số 3 xảy ra luôn. Lúc mà mình thấy nó có năm sóng xảy ra ở cái khu vực này, năm sóng năm sóng, năm sóng có nghĩa là vậy, để mình vẽ luôn cho bạn rồi sau đó mình xóa. Đây là 1, sau đó 2, sẽ là 3, sẽ là 4 và 5. Ok. Nếu bạn thấy cái thứ đó xảy ra thì xác suất là nó đã lên 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 luôn rồi, ok? Bởi vì vậy mình để nó ở đây cho bạn, ok? Cái khu vực này vừa rồi mình đã giải thích trong cái tập vừa rồi thì mình xóa nó đi nghe để cho nó khỏi tốn cái màn hình, ok? Con giá vẫn là cái con giá này là con giá quan quan trọng 67.130, ok? Vành chỉ vàng này, cái okay, vành chỉ vàng này, nếu nếu cái vành chỉ vàng đó giữ được, nghe, nếu vàng cái vành chỉ vàng đó nó không vượt qua được cái vành chỉ vàng này thì xác suất nó vẫn sập lại thôi chứ không gì hết. Nhưng mà nếu nó vượt qua cái đường chỉ vàng này mà nó còn nắm sóng đi lên như vậy, giống như vành tím mình vẽ như vậy, vành vành cam mình vẽ như vậy thì xác suất đây là sóng số 2 rồi. Số số 2 đã kết thúc và sóng số 3 nó sẽ bắt đầu. Ok, lên 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 và 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 lên. Ok. Um, à... về sóng số 2 thì mình đã nói là nó khá là khá là cạn nghe À, biết là cái chống lưng này là một cái chống lưng rất khó phá vỡ nhưng à, nó vẫn có thể xuống sâu hơn một chút xíu nữa cũng được nha 62 ok 62 63 62 ok à, thì vừa rồi là nó tắt đi tất cả mọi thứ thì vừa rồi nó đáp cánh ở cái vùng à, 63 nghe 63 500 500 nó có thể xuống thêm vài trăm nữa cũng được okay. à, Vậy vậy đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này gọi là vừa rồi như vậy nó rơi xuống như vậy, mà okay, cái thì đây là cái chống lưng vừa rồi và nó rơi gỡ, nó rơi ngay ở cái chống lưng rồi nó giật lại đi lên, ok? Có thể nếu mà nó lên thêm một chút xíu nữa nó tạo vai và đầu hoặc hoặc nó có thể bay bổng lên thêm một chút xíu nữa, nó vẫn là cái sóng B nhưng mà đây đây là sóng A đây là sóng B và sau đó nó vẫn có là, có cái sóng C xuống lại nghe? Yeah. thì hai cái trường hợp nó đều nói lên cái câu chuyện là xuống thêm, hai cái trường hợp nó đang đang nói lên câu chuyện xuống thêm, đây vành xanh cũng nói lên câu chuyện sập lại vành tím cũng nói lên câu chuyện sập lại nghe đây là một sự bay bổng ngắn hạn ngoại trừ nó cắn con giá này và nó có năm sóng đi lên ngoại trừ nó cắn cái con giá này 67.130 và có năm sóng đi lên thì mình có thể nói là dán sóng số 2 ở đây và sóng số 3 xảy ra ok thì mình phải đợi mình đợi thêm nến để nó diễn ra để mình biết là sóng số 2 đã kết thúc hay chưa hay là vành xanh này sẽ được diễn ra hoặc vành tím này sẽ được diễn ra hai cái vành xanh và vành tím đều sập lại sập lại thêm sập lại thêm ok cân nhắc ngày mai là thứ sáu ok và thứ bảy như vậy thứ bảy là cái hội nghị của bitcoin Ở trong đó có donald trump phát biểu à, mình đã công khai tuyên bố qua hai uh, ba cái phát trực tuyến vừa rồi ok uh, michael trump uh, ok donald, donald trump mình sẽ lỗi donald trump ok uh, thì có ổng là người phát biểu. Ok nhưng nếu ổng trở thành tổng thống thì ổng sẽ làm gì cho Bitcoin? Ok thì đó là uh, có thể là thứ bảy là một ngựa một cái ngày bay bổng chứ không phải là không trong cái thị trường này. Ok, thường thường thứ bảy không có bay bổng nhưng bởi vì trùng hợp thứ bảy này là cái ngày uh, gọi là cái Bitcoin uh, conference, conference có nghĩa là một cái hội nghị, okay, một cái hội nghị lớn về Bitcoin thì có thể thứ bảy, thứ sáu sẽ bay bổng và thứ bảy sẽ bay bổng. Ok. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. À, nếu tín hiệu vừa rồi mình cho bạn nó chuẩn thì nhớ uh, ghi chuẩn 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 bên dưới cho mình. Ok. Vừa rồi mình đã cho bạn cái thứ này. Ok. À, là sập dưới cái con giá này là xác suất là sóng số 2 đang được diễn ra. Ok. Từ 3 tới 5 tiếng thì rằng nó đã xảy ra rồi. Ok. Thì đây thì mình sẽ phải, mình sẽ mình sẽ bỏ nó qua một bên luôn. Ok. Ok vừa rồi mình nói cái vành vàng này đây nguyên cái khu vực này nghe, là rất là khó để phá vỡ thì bạn thấy là nó ngừng ngừng ngay ở đó và nó quay đầu đi lên ok thì gọi là rất là tỉ mỉ nghe nếu bạn coi mà bạn không hiểu cho những người nào mới mới nhảy vô thị trường đó, thì bạn cố gắng lập đi lặp lại nghe coi lập đi lập lại hai ba lần để cho nó thấm vô trong tuổi của bạn thì bạn mới có thể chốt đơn chốt đơn và chốt đơn ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào